Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và làm vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ vô mấy cây giáng thú nè anh chị. Thì mình sẽ xử lý chia sẻ anh chị cái cách làm như thế nào để anh chị nghiên cứu ha. Cái nào mình thấy nó hợp lý thì anh chị sẽ áp dụng theo để nuôi một cái cây có được cây mai anh chơi ha. Thì trước trước tiên mình vô cái cây xoắn xoắn này. Cây này cái lô này bồ đề rất là nhiều anh chị ha, về cám nè. Cho nên những cái cây mà mình bồ đề cám nhiều á thì có thể mình ghép đống đầu được. Tuy nhiên thì cái tháng này là tháng tháng 5 rồi ha, thì nó bắt đầu mua nhiều rồi. Cho nên nếu mà có những cái cây mà giá trị thì anh chị nên để tầm khoảng tháng chạp, như cái cách mình chia sẻ mấy cái video trước á, thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà cái cây tương đối á, thì có thể mình ghép đống đầu, tức là ghép mình vô khoảng mười mấy ngày á, kéo nhựa á, thì mình sẽ ghép ha. Này mình sẽ làm ba cây này, thì coi cái bộ rễ nó như thế nào. Như cây này thì mình thấy bộ rễ rất là nhiều, cho nên những cái cây này mình có thể ghép áp được anh chị ha. Tuy nhiên thì cái cách ghép áp thì mình cũng có chia sẻ anh chị rất là nhiều. Mình phải hiểu được cái cây nó phát triển như thế nào thì mình hay ghép. Còn nếu mình thấy nhựa nó yếu quá thì thôi mình để cho nó thật sự khỏe, bốn cơi đọt thì mình hãy ghép ha. Có một số anh em bình luận trên kênh anh chị, thì anh em hỏi mình là mai ở đâu giá trị nhất anh chị, thì mình cái câu nói đó thì rất là nhạy cảm ha. Vì mỗi một vùng sẽ có những cái nguồn cây khác nhau, cho nên cái giá trị cây nó cũng khác nhau anh chị. Ví dụ như ở Long An thì cái nguồn mai là người ta trồng đại trà và chỉnh sửa từ nhỏ, cho nên thứ nhất là mình sẽ có cái số lượng nhiều. Thứ hai là những cây người ta sửa thì nó đôi khi nó bị gió gãi những cây chống nè, những dây nhôm nó bị dạt thì nó sẽ biến ra được nhiều thế hơn. Thì mình sẽ cắt bonsai, ví dụ như giáng thú nè, giáng bay, giáng đổ, rất là nhiều giáng anh chị. Thì cái phôi Long An là cái để anh em chọn lựa chơi bonsai thì nó sẽ dễ tìm hơn, số lượng nhiều hơn nè, dễ tìm, và cái giá thành thì cũng tương đối anh chị ha. Cho nên cây phôi Long An là dễ để có cây chơi, đó là cái điều thứ nhất. Còn ở các tỉnh khác thì như Đồng Tháp cũng có ha, Tiền Giang cũng có trồng một số, Bến Tre mình thì trồng trồng dạng phôi về thì ít anh chị, chỉ có trồng gốc nhớt thì nhiều. Cho nên những cái cây mà mọc tự nhiên thì anh chị tìm những cái cây có dáng thế để chơi bonsai thì nó rất là khó, có nhưng mà ít anh chị, thì ít và cây già thì cái giá nó sẽ cao. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai là anh chị sẽ khó tìm được cái cây ưng ý, bởi vì ở thiên nhiên nó rất là ít, còn cái nhân tạo mình làm thì nó sẽ nhiều. Thì nhân tạo nếu mà gặp khuôn thì anh chị nhìn nó không đẹp ha. Tuy nhiên thì mình sẽ mua được những cái cây mà khi mà mấy anh sửa gặp gió gì nó dạt cây, gãy cây thì nó sẽ biến ra được một số thế, thì nó sẽ có cái nguồn nhiều hơn. Cho nên không thể đánh giá là mai ở đâu mà giá trị hơn anh chị. Thì những cái cây mai già thì mình sẽ nuôi phục hồi nó sẽ khỏe hơn những cây mai non này. Mai non thì nó sẽ bị nhạy cảm hơn. Tuy nhiên nếu mà mình khắc phục được thì mai non nó cũng phát triển rất là mạnh. Cho nên những cây mai mà Long An thì mình tìm được những cái cây cái thế vừa ý thì nó có nhiều nè. Và nếu mình thuần được thì mình chơi thì nó cũng giá trị anh chị. Cho nên những cái gì mình hiểu biết thì mình chia sẻ anh chị ha. Cái kênh của mình mục đích là muốn giao lưu học hỏi và chia sẻ. Những cái gì mình chưa biết thì anh em nào giỏi thì sẽ bình luận thì mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Còn những gì mình làm đúc kết được thì mình sẽ cố gắng truyền tải những cái thông tin mà mình hiểu biết được để giúp cho anh em
không những là mình làm để phát triển, để mua bán, mà mình còn dìu dắt những anh em mới biết chơi hoặc là những anh em mới vào nghề á, thì mình sẽ cố gắng dìu dắt những anh em mới vào nghề cũng như là những anh em mà ít tiếp xúc với cây, những anh em mà đã có học qua trường lớp nhưng mà anh em ít có gia chạm cây, thì anh em cũng lâu ngày thì người ta nói là lục nghề anh chị, thì nếu mà cần thiết thì tới câu lạc bộ mình ha, những ngày hoạt động á, thì anh chị em có thể tới để xem và rút kinh nghiệm trao đổi với nhau. Thì ở đây mình lúc nào cũng đón tiếp anh em, nếu mà mình rảnh lịch không có đi các tỉnh á, thì mình ở nhà, thì anh em điện trước ha, thì mình sẵn sàng tiếp anh em tới vườn chơi, chia sẻ giao lưu những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển anh chị ha. Thì anh chị sẽ cải cái chất trồng còn khoảng 10-20% ha. Có những cái cây thì mình vô cải 100% luôn. 10% thì nó còn một ít ở đây để nó giữ cái một số rễ khi nó ra nó ăn vô cái đất đó để nó gượng cái cây anh chị. Thì cái ban đầu nó bật thì nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu anh chị cải 100% thì cái ban đầu đôi khi nó hơi bị sượng á. Cho nên có thể là mình chừa 10%. Thường thì mình làm là phun nước ha, 100% luôn. Thì như cái vườn sau mình chia sẻ anh chị ạ, thì nó cũng rất là đạt. Cây này thì mình sẽ chừa khoảng 10% ha. Và khi mà xử lý xong thì nó rất là gọn gàng. Ở đây thì mình vô cái chất trồng ha. Ở dưới này là một lớp rễ dừa. Rễ dừa để cho nó thoát nước tốt ở dưới đáy anh chị ha. Rồi thêm một lớp chất trồng. Cái này không có cát hả quên? Có mà. Một lớp cát ha. Một lớp chất trồng. Rồi để vô. Rồi mình cải như thế này ha. Cái rễ lồng mình cũng cắt cho nó sạch cái rễ lồng này còn ít thôi. Để những cái rễ này mình cắt nè. Thì nó sẽ ra những cái rễ mới ngay đây. Đừng có để quá nhiều cái rễ lồng nhỏ ha. Cứ cắt tỉa cho nó gọn gọn vào cái rễ lồng này. Như cái đầu rễ này nè. Anh chị sợ ha. Cứ để dài vậy nè. Thì sau này nó bị nín, nó không có ra ngoài chót này. Mà khi mà mình cắt ở trong đây nè, thì nó sẽ kích thích cái rễ mình, nó sẽ ra mạnh hơn. Cho nên những cái rễ này anh chị cứ cắt ngang đại thì nó sẽ mau phát triển hơn. Rồi. Anh chị sẽ cắt cơ bản ha. Đo xong cái chậu mình đo kích cỡ như thế nào, mình để vô mình ướm thử. Thì những cái rễ nào chổi thì anh chị sẽ cắt tiếp. Khi anh chị làm mà nhìn ở ngoài thì cũng không có chính xác, cho nên mình phải ướm thử vào chậu như thế nào rồi mới để vô anh chị ha. Và mình sẽ vô cái chất trồng, những cái rễ nào cần ngàm hay gì anh chị, nếu mà những cái rễ khó thì anh chị có thể vô cái chất trồng tương đối rồi anh chị hãy ngàm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tránh cái tình trạng mà mình trong lúc mình làm thì mình vô chất trồng thì nó đụng phải những cái rễ mà mình xử lý mình quên á, thì nó dễ đứt hơn. Đó là những cái kinh nghiệm và những cái ngàm chữ V đó. Nếu mà có quấn keo thì anh chị sẽ lấy băng keo có màu để anh chị quấn vô. Để đó là cái điểm để khi mà mình vô cái chất trồng á, thì mình sẽ nhớ đây là cái điểm mà mình sẽ tránh nó, để không có cái sự đáng tiếc là khi mình quên mình nắm ngay cái rễ đó mình dở lên hay gì đó thì nó xức ra, thì nó sẽ hư cái cây mình, cái công sức của mình làm. Cho nên những cái mà mình mắc phải mình cũng có bị rất là nhiều anh chị, thì đôi khi làm mệt quá rồi quên á, thì mình sẽ bị đó, thì mình sẽ nảy ra một ý tưởng là mình ghép trở lại cái rễ xích, ghép trở lại như thế nào. Thì mình cũng có làm cái video hướng dẫn anh chị, thì hy vọng là cái rễ đó nó phát triển tốt để mình chia sẻ tiếp cho anh chị. Khi cái cây mình bỏ vào chậu thì mình nhìn cái cây nó sẽ khác khá là nhiều anh chị ha, nó sẽ đẹp hơn. Rồi như vậy là mình đã vô xong cái cây sắn nè anh chị ha. Thì như vậy thì mình chỉ
tưới nước khoảng một tuần sau thì mình mới kích Atonit. Và mình cứ để đó chờ tín hiệu nó chị ha. Đừng làm gì quá nhiều, để nếu mà nó có nội lực thì từ từ nó bật lên thì nó sẽ khỏe cây luôn. Rồi tiếp theo mình làm cây gián thú ha. Cây này thì cái dòng sắn rất là đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ xử lý hai cây này anh chị ha. Cây này cây gián thú nè, cây này thú ngồi, cái đít rất là lớn. Cây bên đây thì đã cạy tương đối. Có một số anh em nhắn tin mình ha, nói mình làm một cái video về định hướng cây mai sau này anh chị. Thì rất là khó để định hướng anh chị ha. Nhưng mà mình những cái gì hiểu biết thì mình sẽ chia sẻ anh chị em. Những gì mình đã làm đúc kết được những cái kinh nghiệm thì mình chia sẻ anh chị em. Như những cái anh em muốn vào nghề thì thứ nhất là anh em xác định coi mình có thật sự là thích cái nghề này hay không. Hay là mình chỉ thấy những anh em mua bán trên mạng bán được rồi đăng cây chốt thành công rồi giao dịch thành công, những cái hình ảnh mà cầm tiền để giao dịch với nhau thì anh em thấy những cái cảnh đó thì anh em cảm nhận là cái ngành nghề này mua bán ngon thì anh em sẽ có một số tiền nhàn rỗi nào đó thì anh em sẽ đầu tư vào để anh em mua những cây mai rồi anh em bán lại để kiếm lời. Và ban đầu thì anh em sẽ đăng lên chốt thành công những cây đầu tiên rồi anh chị. Thì những cái vấn đề đó mình sẽ chia sẻ anh em ha. Ví dụ như nếu mà mình muốn vào nghề thì anh em nhất định phải tìm hiểu rõ, mình hỏi kỹ cái bản thân mình là thật sự mình có thích cái nghề này hay không. Và mình đã hiểu cái nghề này như thế nào thì anh chị em mới đầu tư vào. Còn nếu mà anh chị em chưa có hiểu về cái ngành nghề này thì mình khuyên anh chị là nên tìm hiểu trước. Có thể là những anh em nào ở lân cận anh chị mua bán như thế nào, anh chị tới đó uống trà để cảm nhận cái nghề này sống như thế nào, lấy tiền mua bán được hay không như thế nào, và bán một cái cây được như thế nào, và mua một cái cây là như thế nào. Anh chị sẽ tới luôn, anh chị thấy người ta mua bán, anh chị sẽ cảm nhận được. Bán một cái cây cũng rất là khó chứ không phải dễ anh chị. Mình phải biết được cái dáng thế cây, cái sự phát triển của cây, rồi cái cây nó mạnh khỏe yếu như thế nào, mình phải xác định. Còn nếu anh chị đi ra, anh chị có tiền nhưng mà anh chị mù mờ không biết được cái cây nó mạnh như thế nào, dáng thế thì có thể anh chị tìm hiểu, anh chị hiểu được, nhưng mà cái sự sống của cái cây nguội, cây mới bứng, cây nguội, cây suy, rất là nhiều cái vấn đề thì anh chị sẽ khó mà biết được. Thì anh chị dựa vào một ai đó để anh chị làm, thì cái chỗ dựa đó, cái thành công hay cái thất bại đầu tiên đó là cái chỗ dựa anh chị dựa vô. Thì cái nơi đó anh chị phải xác định là mình có tin tưởng được hay không. Thì cái nghề này thì không phải mình nói để như thế nào anh chị ha. Cái này mình hiểu như thế nào thì mình chia sẻ để những anh em mà mới muốn vào nghề gì đó thì anh em sẽ hiểu sâu hơn. Thì mình chỉ khuyên anh chị một câu là nếu mình muốn vào cái nghề mua bán cây cảnh này thì mình phải xác định rằng mình có thật sự đam mê nó hay không. Vì đam mê thì anh chị những cái cây mà có ế thì anh chị có thể xử lý, anh chị chỉnh sửa nó lạ hay nó gì đó, anh chị nuôi nó tốt thì anh chị vẫn có thể thu hồi được vốn. Thì anh chị ép chậu càng nhỏ càng tốt ha. Càng nhỏ thì nó hạn chế dư nước. Cây này mình cắt cái dàn rễ cũng khá nhiều anh chị ha, để sau này nó gọn, khi thành phẩm thì mình ép cái chậu nó nhỏ mình chơi thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi tiến hành vô chất trồng ém cho chặt ha. Thì ban đầu anh chị chỉ cần vô lưng lưng thôi, không cần quá dung,
những cây nào mà có thể ép chậu ít chất trồng được thì cái khâu ban đầu nó sẽ khỏe hơn, rồi sau này anh chị nó phát triển mạnh, anh chị nhóm nó lên, nhóm cái chân đế lên, anh chị sẽ thêm chất trồng, thì như vậy nó sẽ cái cây nó ít bị đứng cây hơn. Còn ban đầu mà nếu mình vô cái chậu quá lớn anh chị không ép chậu được thì mình tưới vô những cái cây mà nó lên một hai cây đầu mà nó yếu á, thì cái nó không có rút được cái nước trong đây nè, cái chất trồng mình nó không gáo được, thì nó dần dần cây mình nó dễ yếu. Cho nên cái ban đầu ha, ép chậu càng nhỏ càng tốt, nếu mà bồ đế cho phép ha, thì mình cứ việc ép cái chậu cho nhỏ. Hiện tại cây này là hoành eo 42, thì mình vô cái chậu này là này 4.5 hả? 5 chậu 5 thấy nhỏ à. Thì mình vô lưng ở dưới anh chị thì nó lọt lòng không tới 50 ha, 4 mấy à. Chất trồng mình vô ngang nè. Rồi, như vậy là mình đã vô xong cây này anh chị ha. Cây gián thú ngồi khá là đẹp ha. Thì những cái rễ này nó còn hơi nổi hơn kia chiếu xíu ha. Sau này những cái rễ thứ nó sẽ bò xuống, thì nó cũng cân đối với cây. Giờ như vậy là mình chỉ nuôi chờ nó 4-5 cơ mới ghép anh chị nha. Như cây này ép chậu nhiều thì mình sẽ không có đóng đầu, mình sẽ để ra nhiều cơ được mình mới ghép. Thì mình vô xong thì mình sẽ ấm thêm cái chất trồng lên, anh chị thấy ha, ấm lên như vậy để cho nó ấm cái rễ nè, bị rễ non mình phơi lên nó sẽ yếu cây nha, cho nên mình giữ ấm như thế này. Khi nó ra 2-3 cơi tược rồi anh chị hạ môi cái chất trồng này ra, đưa cái bộ rễ ra thì nó sẽ đỡ ngợp. Còn cái ban đầu là giữ ấm một thời gian thì giữ một thời gian thì nó sẽ nhiều quá nó sẽ bị ngợp á, cho nên anh chị sẽ dỡ ra. Nó ra tược rồi anh chị dỡ ra lên dần dần ha, thì cái cây nó sẽ khỏe hơn. Cho nên cái cây mình làm cũng theo từng giai đoạn anh chị ha. Hiện tại thì mình cũng rất là vui được đón tiếp một số anh em ở các tỉnh xa, thì tới vườn, tới câu lạc bộ của mình để giao lưu, chia sẻ. Thì mình cảm thấy là rất là vui khi những anh chú ở rất là xa mà cảm nhận được cái cách chia sẻ, cái ứng xử của mình. Anh em từ xa đến để giao lưu, chia sẻ thì mình rất là mừng. Hy vọng là tới đây sẽ được đón tiếp nhiều anh em hơn nữa anh chị ha. Thì những cây trồng đơn giản ha, thì mình lót một lớp rễ dừa và đổ chất trồng lên anh chị ha. Rễ dừa mục đích là nó thoát nước tốt, hoặc là than tổ ong cũng được anh chị ha. Thêm dung lên. Than tổ ong thì nó cũng thoát nước tốt. Thì những cái chất liệu nào anh chị nghiên cứu nó thoát nước là làm được, chứ không nhất thiết là như mình. Mình thì chỉ gợi ý để anh chị nghiên cứu những cái chất trồng nào mà ở vùng địa phương anh chị có thì tận dụng mình làm thôi ha. Rồi mình bây giờ mình để cái cây vô để cho nó im, thì nó nằm trong chậu nó im vậy thì mình dễ xử lý cái rễ ha. Thì tổng quan cái cây này, cái nồi đế nó mình đã xử lý cơ bản hết anh chị, thì nó còn lại mấy cái rễ này anh chị thấy nó còn nằm nó không có đẹp nè ha. Thì mình tiến hành mình cắt ngàm chữ V để xử lý nó ha. Cắt cái ngàm chữ V thì mình cũng đã chia sẻ anh chị trên cái kênh mình cũng khá là nhiều rồi, cho nên mình chỉ quay để anh chị nhìn khi mình cắt xong nó đẹp như thế nào thôi anh chị ha. Trở lại cái vấn đề mà anh em hỏi mình về cái định hướng tương lai cây mai sau này, thì mình có khuyên anh chị ở giữa video á, thì mình xin nói thêm ha, là những anh em nếu mà thật sự mình cảm nhận được cái nghề này mình làm mình thích, thì mình sẽ sống được với cái nghề này, mình sẽ cố gắng, gặp khó khăn mình sẽ tìm cách và mình sẽ gồng gánh như thế nào đó mình sẽ vượt qua được. Còn nếu anh chị không có đam mê nghề, chỉ mua về để bán có lời, khi mà cái cây thì số lượng khi mà sau này nó nhiều á, thì sẽ đòi hỏi cái cây mình, cái nghệ thuật phải nâng cao hơn và cái cách nuôi nó cũng phải tiến bộ hơn. Thì nếu anh chị đam mê thì anh chị sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa và nuôi dưỡng tốt hơn.
Còn nếu anh chị không đam mê mà khi cái số lượng cây nhiều anh chị bán chậm hoặc là bán chưa được thì anh chị sẽ cảm thấy nản và anh chị sẽ bỏ bê nó, thì càng ngày cái cây của anh chị nó sẽ yếu dần, thì tới lúc đó anh chị sẽ bị mất tiền và anh chị sẽ không còn ham thích để làm cái nghề nữa, thì anh chị sẽ mất một khoảng thời gian và một khoản tiền để đầu tư vô đó. Cho nên cái thật tâm của mình, nếu anh em không xác định được mình có đam mê, thật sự đam mê hay không, thì mình khuyên anh chị là mình mua một vài cây nhỏ nhỏ thôi, mình làm hoặc là mình mua bán gì đó anh chị, thì để mình cảm nhận cái nghề coi thật sự mình phải là của cái nghề này hay không, thì anh chị sẽ đầu tư, anh chị làm tiếp thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua, những cái khó khăn mà mình đã vướng phải, thì mình chia sẻ anh chị để những anh em đôi khi mình nhìn trên mạng thấy anh em bán ngon quá, thì anh chị có một ít tiền hay gì đó, có một số anh em có vài chục triệu, thấy anh em mua bán ngon quá, anh em mua một vài cây rồi anh em không nhận định được cái cây, mua về rồi qua cái tư vấn của những anh chị đi trước ha, nhưng mà không có tâm á, thì sẽ hướng dẫn anh em lệch hướng, thì mua về nuôi một thời gian, cái cây bán không được, hoặc là anh em tới chê cái cây nó không đẹp hay gì đó, anh em cảm thấy nản và cái số tiền anh em bỏ đó nó sẽ nằm ở đó, và từ từ cái cây mình nó yếu dần, là có thể nó hư luôn. Đó là những cái mà anh em gặp rất là nhiều. Mình đi cũng nhiều nơi thì cũng có một số anh em cảm nhận được cái tình cảm mình chia sẻ, thì anh em cũng tâm sự, thì mình thấy những cái vấn đề đó rất là rõ ràng. Nên mình chia sẻ thật tấm lòng để những anh em nào có cái hướng gì đó ha thì tham khảo ha. Rồi sau khi mình ngầm chữ V, mình xử lý những cái rễ này anh chị, thì anh chị thấy rất là đẹp ha, nó nằm đâu giờ đó hết. Thì những cái thẹo chỗ ngầm chữ V thì một số anh em mới biết tới kênh mình á, thì hỏi là nó bao lâu liền rồi, thì nó khoảng 2 tháng, nếu mà cây phát triển mạnh thì nó 2 tháng anh chị, và nó liền rất là mạnh ha. Cho nên những cái cây mình chia sẻ trong cái video một số cây á, thì anh chị có thể thấy ha, cái cây nó phát triển rất là bình thường. Cho nên cái giai đoạn này thì mình có chia sẻ nhiều cái video á, là trong cái lúc mình cắt vô chậu lần đầu tiên này thì nó cho phép mình đại phẫu thuật, tức là mình cắt những cái rễ mạnh tay anh chị để cho nó đẹp ha, thì sau này nó vẫn phát triển mạnh. Rồi như vậy thì mình chỉ vô chất trồng là xong anh chị ha. Cây này bồ đế rất là đẹp luôn ha. Chất trồng thì mình cũng chia sẻ nhiều anh chị ha. Tỷ lệ trấu sơ dừa là 5 năm, thì tùy anh chị có thể thêm 10% cát, 10% đất, thì hai cái chất trồng đó tùy anh chị để mình kết hợp với nhau ha, và tùy cái tháng mưa dầm, và cũng tùy cái tỉnh nữa. Ví dụ như mình ở đây ở Chợ Lách Bến Tre thì mưa rất là nhiều, thì tháng này thì mình sẽ giảm đất lại chỉ khoảng 10% thôi chứ không hơn. Rồi như vậy là mình đã vô xong cái này luôn anh chị ha. Cái này vô xong cái nồi đế rất là nhiều anh chị ha. Cây này sau này bồ đế nó đặc cứng luôn. Thì mình chia sẻ anh chị một số cây mai mà khi mà chưa vô chậu ha, thì nó như thế nào, và vô xong thì nó khác nhau như thế nào anh chị. Mình chia sẻ anh chị xem tham khảo ha. Rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo, cũng như đi quay những cái vườn mà có cái hay mình chia sẻ kinh nghiệm cho anh chị ha. Dạ, xin chào cô chú anh chị nha.